Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà một dáng xe siêu siêu hot, dáng xe Agusta trị giá 1,5 tỷ đồng. Và bây giờ thì nhà em đã có phiên bản cho em bé, một màu đỏ siêu sang luôn. Và lại đây nào, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về dáng xe này nha. Đầu tiên, đây là dáng xe 3 bánh, chịu tải đến 50 kg, Linh có thể sử dụng cho 1 đến 2 em bé nha. Và đây chính là thiết kế đèn pha của xe này, gương xe, thiết kế màn hình, bình xăng, yên ngồi, và đằng sau đây phần xi nhan. Đấy, ba mẹ có nghe thấy tiếng không ạ? Tiếng khởi động xe. Và em thấy dáng xe của chiếc này giống y như là chiếc xe thật luôn. Đây là kính nguồn nha, chỉ cần bật nguồn lên và sử dụng. Đây là tiến này, đây là ngừng này, và đây là lùi. Ba mẹ nhớ hướng dẫn cho bé để bé có thể tiến, lùi hoặc dừng lại nghỉ đúng lúc nha. Rồi tiếp tục thì đây là vạch biển kịp in. Tiếng còi rất là to đúng không ạ? Có rất là nhiều bản nhạc demo nha ba mẹ nhá. Và ngoài ra ở chỗ này còn có chức năng là USB nha. Nên là nếu như mà các bé muốn nghe nhạc ngoài thì ba mẹ có thể cóp vào USB và cắm vào đây cho bé nghe nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ test chân ga của xe nhé. Bé chỉ cần dậm chân ga và đi thôi. Đây là vị trí cắm sạc, ba mẹ hãy lưu ý đến nó nhé. Nếu như mà ba mẹ quan tâm tới mẫu xe Agusta siêu hot này cho em bé thì hãy nhấn ngay ở dưới cửa hàng để biết thêm thông tin chi tiết nha.